Thank you.
Xin tổ chức xin thông báo là chương trình của chúng ta hội thi văn nghệ hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em nhiều sức khỏe. Trước khi chúng ta rời khỏi sân thì các em nhìn xuống ngay tại vị trí của mình ngồi, chỗ nào còn rác chúng ta thu nhặt. Ghế luôn.